tầm khoảng 4-5 cân ít độ, khá là ổn. Và tổ thứ ba này cũng sẽ nhiều mật hơn, cũng được khoảng một yến mật rồi các bác. Cắt cục phấn này trước cho vào sôi riêng để không lẫn nó quá. Thank you.
Cân đấy các bác, con này to hơn hai đầu kia, bỏ ngoài to hơn, thành con này các bác. Woo! Tín hiệu là rất ổn đấy các bác. Rồi, thành công rồi, xuống đi. Thành công rồi các bác ạ. Xong 3 tổ rồi. Bây giờ anh em sẽ xuống và về nghỉ ngơi một chút. Có lẽ cũng luôn. Các bác ở hứa, cả đi tỏa nhá. Không tỏa qua. Đó, một lần, từ mai một lần. Cũng còn được ăn thịt phê luôn. Cảm ơn cả đi tỏa nhá luôn. Xong rồi đây em ơi, cứu rồi. Xuống đây để các bác ạ. Này lấy mật khá thành công. Ong cũng có rất là nhiều mật. Tuy rằng là nó không được nhiều như những tổ ong khủng ấy các bác. Nhưng mà thế này là cũng đã là nhiều rồi. Đây an toàn này các bác ạ. Rồi, thành công. An toàn. Ủa, 15 cân đấy nhỉ? 15 cân đấy. Chắc chắn 15 cân. 15 cân chắc luôn. Các cụ cho con cháu xin mật mang về nhá. Phần các cụ hướng nhá. Phần còn lại cho con cháu xin hướng lộc mang về này. Đấy được 3 tổ các bác ạ. Được tầm 15 16 cân. Đúng là lần đầu tiên chinh phục cây đa 3 tổ mà thành công nguyên vẹn này. Có lần thì 3 tổ lấy được 2 tổ hoặc là 1 tổ. Lấy được 1 tổ. Đấy các bác, mật cuối mùa vàng mà sánh mật. Mật rất đặc. Tất cả những số mật này thì về anh em sẽ bán ra và chia đều các bác. Nếu các bác có nhu cầu mua mật ong và các đồ như là nấm lim, hạt dồi, đồ ngâm rượu thì các bác vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình các bác nhé. Thôi bây giờ còn chần chừ gì nữa nhỉ? Về thôi, giờ 3 giờ rồi mà lên cây lúc 10 giờ. Yeah. Mất mà. Sau buổi lấy ong xong thì anh em lại tiếp tục vào mọ xuống suối các bác. Lên. Con. Được cái gì ăn ở đây các bác. Bây giờ cũng không biết là kiếm cái gì nó hợp lý nữa. Tháng này hay có ấy đấy anh em ơi. Em thôi. Chèo thác được không nhỉ? Tào thế. Thác thảo là quá. Được rồi đó. Ơi. Anh em đi kiếm ếch suối các bác ạ. Nhưng mà hôm nay khá nhiều nước nên là cũng chắc là cũng sẽ là rất là khoai đấy các bác. Đấy mà con. Chôm. Được chưa? Rồi một con. Con đầu tiên này các bác.
Bỏ đi. Là hai con rồi à? Hai con rồi. Hai con rồi. Để ý từ từ. Nhiều nước quá đúng không? Hoài phết đấy. Nếu nhiều nước quá ra lấy ra, ra hái quả quánh để nấu nhá. Không thì ăn cà quánh. Đâu? Giếng to đùng. Này tắm nhở? Thành lẻ kìa. Cái này có thùng luồng đấy. Đâu cái giếng ấy các bác. Sâu không nhở? Sâu. Hướng nghe nước đây nhở? Sâu lắm. Món rồi. Ăn măng với lại ăn cả quánh thôi. Có lẽ là anh em hôm nay sẽ phải ăn măng với lại. Đây. Con kia. Vừa nói xong. Ít thì ta ăn ít nhá. Nhưng mà mới được có 3 con mà. 3 con thì mỗi người một con. Thì người được con rồi đấy. Mỗi người một con. Đấy thì nó trơn lắm các bác. Trơn. Anh em sẽ phải cầm chắc. Không là tụt tay đấy. Tụt tay đấy. Tụt tay là hỏng ăn đấy. Hỏng ăn luôn. Cá ít còn chớ đúng không? Còn ăn mày đánh đổ cấu ao ấy. Nhanh. Suýt nó mất đây này. Đấy không? Vào đây, vào đây, vào đây. Được chưa? Được không? Xít nó mất thế này. Đấy, được. Xít nó mất rồi, hai tay hai ông ở ngoài hò hét mạnh quá. Đấy, nó móm luôn chứ. Đấy, chứ cũng bắt chứ. Bắt không mất đấy. Đấy, thế chứ. Nghe mạnh lắm. Thôi nếu mà được ít thì ta bỏ thêm nhiều cà quánh vào nhá. Đó, chung vào. Đi kỹ vào đâu, ở cái lá cây ấy. Cà rừng. Cái này là cái quả cà quánh các bác. Anh em sẽ lấy một ít để nấu với ếch. Hôm nay ếch được nhiều quá. Hôm nay anh em bắt được có 6 hay 7 con ếch rồi các bạn. Chung là nhiều nước với lại cũng mệt nữa. Nhiều nước cũng là mệt đấy. Đi xa được. Anh em leo cây mất 6-7 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ cũng kiếm ít cái gì đấy rồi nấu cơm ăn. Nhưng hôm nay mệt rồi không muốn đi nữa luôn. Thôi hôm nay ăn tạm đi. Túm đi. Ôi trời. Đấy. Cái quả này ăn lúc xanh cũng được các bác. Nhưng mà lúc chín cũng được. Lúc chín thì quả nó có vị ngọt ngọt. Ngọt và dễ bị hán miệng lắm nhỉ. Với lại kiểu nó ngọt quá. Ngọt quá. Quả này ngày trước hay luộc lên. Luộc còn lên giã. Giã chảo. Chấm với chấm măng đắng ấy. Chấm măng đắng. Cái loại này mà chấm măng đắng là hết vị đắng của măng luôn. Hái một cây này ăn thoải mái luôn. Cái này chủ yếu là nó phụ họa cho thêm mấy cái nếch kia thôi. Lâu lâu đổi món chứ không hôm nào cũng lá chua. Thank you.
là đúng không? Đấy. Như hơi mỡ kia, hơi dầu. Ui, cái hồi. Thế là nhiều rồi đấy. Mình có cái chiều ở Bắc Ninh rồi. Chỉ trời mưa không có gì là củ hành với là chi nước mắm. Chi nước mắm. Với dầu ăn. Đấy, cả làng, cả phòng, cả khu dãy trọ nghe mà. Quý có cái bài hay lắm. Lâu lại lấy thớt để bóng không. Nhiều người cứ tưởng là nấu thịt phát ra. Ờ, mình lại kêu chứ bà anh em chuẩn bị sáng nhậu nhá. Có gì đâu. Đây. Món chính nhá. Sáng nhậu phết đấy chứ nhỉ. Nhiều mà. Thêm 4 con cua đấy thì tha hồ mà. Anh em bắt được 2 con lúc xuống đây làm 2 con nữa. Tách lại được 2 con nữa. Vâng. Chạy đến nó bảo là ai người ăn em đi. Anh ơi quất em đi. Đây là không trúng móm rồi. Không móm đâu, nói chung là hôm nay chỉ ăn được ăn ít thôi. Ít thôi. Không thể móm được. Bảo cho nó săn săn lại nhé. Bảo cho nó săn săn lại. Cho nó ngấm cái gia vị vào trong ấy. Ngấm gia vị cho gia vị đấy. Cá bỏ cá vào trước, cua bỏ sau, cua gần chín nữa bỏ. Cua gần chín nữa. Cá quánh vào trước. Làm cá nữa này. Cái quả cà thì anh em sẽ để ý các bác, tại vì sẽ có những quả nó bị sâu. Đấy, như mà... những quả hai quả ngoan bị sâu này. Nhưng mà sâu là thật là nó sẽ sái. Sâu là sái. Mồi này, mồi này, mồi này, mồi này, mồi này. Cho vào luôn. Nó không ra được rồi, cho vào nồi luôn. Quả là bị sâu này, nó méo méo là sâu. Méo là bị sâu. Quả là tròn là không bị quả như là mình hay bảo là quá độc ấy. Quả này mình chuối muối măng chua ngon nha. Nó măng chua ngon. Luộc lên chấm với chấm muối cũng ngon. Chấm muối cũng ngon. Tỷ lệ là 50-50. Cái này nhiều hơn. Cái quả nhiều hơn. Quả nhiều hơn. Đếm quả xéo. Cho hết vào luôn. Hết vào luôn. Hết thật đấy. Thế thôi, thế thôi. Thế thôi. Nói vậy thì thế thôi. Đấy. Nhìn có hấp dẫn hết đấy chứ nhỉ? Ngần này là đủ để cho 9 cà rồi. 9 cà. 9 cà, cà 9. Bây giờ anh em cho cua vào nữa là chén. 9 cua là chén thôi các bác. Ôi, cắn tắt. Đấy. 4 người, à 3 người, 4 con cua. Cho ăn còi ăn 2 con. Lát này cho anh ăn 2 con. Nhiều canxi nó lớn nhanh. Đây một con thôi. Ăn thôi, anh em đã chia phần cho đừng có chối. Chối lần sau anh em không chia cho đâu. Lần sau là không cho nữa luôn. Hết chưa anh? Hết rồi. Bỏ thêm vào đi. Còn cái khe ấy. Nhìn lên khói rồi quý ơi. Thấy khói bốc lên rồi. Chắc kín rồi đấy. Không biết thế nào. Kiểm tra xem. Ôi trời. Đập vào mắt là 4 con cua. Và khè vàng như nghệ luôn. Đấy, kín rồi đấy nhỉ? Kín rồi. Nhưng mà nó còn nhiều nước đúng không? Thôi để vậy sệt sệt ăn cơm rất ngon. Ngon nhá. Vậy sệt ăn cơm rất ngon. Rồi, bác xuống đây em ơi. Bác xuống đây. Đi sân khấu đi ăn đây. Ôi, chẳng thấy ếch đâu mà chỉ thấy cà thôi. Hôm nay ăn thấy mỗi cái cà không. Ếch nó tàn hết rồi. Cái, ăn cái này là giống cái gì nhỉ? Cái gì chân châu nhỉ? Cà sữa chân châu. Cà chân châu ấy. Đấy, cái toàn cái hạt như hạt này này. Thôi, anh em cho rượu làm thủ tục đi. Để. Thì bây giờ hôm nay ít thì ta mời cua. Cua mời. Cua thì có cà. Mời cua mời ếch mà. Có đủ mà. Lát ăn được này. Mời đi thôi thì nấu cá nhân mà. Mời đi hôm sau các cụ đi đấy, rừng mới cho lộc đấy. Ừ. Nên chuẩn bị thu cô cho mang luôn lộc đến luôn quan của lan của chị quê cho mang luôn có chín một tám phân luôn. Rồi con cháu đi rừng kiếm mới được ít đồ ăn này. Mời các cụ dùng trước con cháu phụ cho con cháu may mắn nha. Nhìn nơi về trốn. Và bây giờ anh em cũng xin được mời các bác dùng bữa khuya với anh em nhé. Giờ anh em cũng xin phép mời các bác nhá, dùng bữa với anh em. Giờ cũng nằm vào hơn 10 giờ rồi các bác. Em mời các bác nhá. Bây giờ thưởng thức món cà này thế nào?
ăn thật và ăn thật luôn, không phải thử. Được đấy. Ăn thật chứ không phải thử. Đấy, ăn thật không phải thử. Thử đâu. Anh em làm luôn đi. Làm luôn cho nóng. Ngon thôi. Phải mới là đồ chấm. Cái rượu này là cái rượu thổ Phục Linh các bác. Uống nó mát mát còn ngọt. Mà màu nó cũng đẹp nữa. Ngon mà. Ngon mà. Ngon không? Đang đói thì chả ngon. Ừ, đúng, đang nói gì chẳng ngon. Nói gì mò à, cũng ngon. Đấy. 15 cân mật ong rồi thì ăn ít cái này cũng được. Đấy. Cứ hôm nào được khoảng 25 30 cân mật ong ăn thế này cũng được. Đấy. Về ta ăn bù, ăn bù vào sau đúng không? Rồi, anh em chúng em mời các bác thưởng thức cái món cà. Cà nấu với ếch. Đúng rồi. Cà nấu với ếch hay ếch nấu cà được quý nhỉ? Cả nấu với ếch, nhưng mà ếch ít hơn. Phải chấm muối, vì nó có quả nó chưa tan đấy. Và nó tan nữa, ngấm gia vị rất là ngon. Ừ, ngon mà. Đấy. Nó có vị chua chua của mè nữa. Cái cà này thực ra mình luộc lên cũng được, chứ còn đâu cần phải đấy đâu. Nó cần phải nấu với cái gì đâu. Mình ăn từng chùm, mình không luộc phải đến nguyên chùm. Nguyên chùm sau mà bứt. Cho mình đâu mình chấm mà mình làm một phát đút phát này nó rơi từng hạt. Thôi anh em uống đi nha. Uống đi rồi làm bát cơm. Chắc này cũng ba anh em cũng hết một bát này rồi các bác. Này ai cũng mệt rồi. Lấy lệ thôi. Lấy lệ thôi. Xin lộc của các cụ thôi để. Nhưng mà cũng phải làm cái càng cua. Anh em xin lộc để lần sau rồi còn như rừng các cụ còn phù hộ cho nữa. Cô béo phết. Cô béo không? Béo. Là cái càng. Nếu mà anh em đi rừng sâu, rừng đất rừng sâu rừng ít thì đến ấy, thì tất cả các loại đồ ấy không được vứt đổ bếp. Không vứt bếp. Đấy. Tức là từ xương, từ thịt, tất cả các thứ. Còn là cái cá mắm ấy thì cũng không nên vứt đổ bếp. Mà cá mắm là không được nướng các bạn. Đấy. Anh em đi rừng xa thì không nướng cá mắm nữa. Rừng sâu ấy. Còn ví dụ như là rừng quen rồi, mình đã làm rồi thì không sao. Nhất là cua này này anh. Cái cua này mà mình mà vào bếp nướng xem. Đầu có mùi lên là nó có một cái gì đấy. Rừng sâu ấy, đây là gọi là rừng sâu. Đấy, rừng sâu. Nên là anh em đi trong rừng, nó nhiều lúc là cũng phải để ý các bác. Những ai mà chưa biết thì anh em sẽ nói cho biết trước. Còn anh em biết rồi thì lúc mà đi soi ếch anh em có thấy không? Gặp cái con đấy đầu tiên rất là ngại đi luôn. Hôm nay anh em gặp một con rắn lục nhỏ quá. Nó ngà qua tôi là định bước đến nay còn nhìn thấy kịp đấy. Cái cà này chấm muối ngon lắm các bác. Ăn mà nó không đắng không gì luôn. Nhai nó bùi bùi. Nó béo béo. Bùi béo béo. Anh em cho em mời các bác ăn cơm với anh em nhá. Anh em mời các bác ăn cơm với anh em ạ. Cơm này mà xới hai bát đầy thì thôi rồi. Có lẽ là vì nhau hôm nay em cũng xin kết thúc ở đây các bác ạ. Anh em này cũng khá là mệt rồi. Ấy ong xong thì đi lò mọ nhưng mà cũng không được thành công cho lắm. Nhưng mà được bù lại là anh em cũng có thành quả là được 15 cân mật ong. Nếu các bác đã xem đến tới đây thì các bác hãy cho anh em xin một đăng ký, một lượt like và một lượt chia sẻ các bác nhá. Và cuối cùng thì anh em xin tạm biệt các bác. Tạm biệt các bác nhá. Tạm biệt các bác nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.